Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chuẩn bị bước vào các cuộc thương thuyết đầy cam go ở Israel, sau khi cảnh báo chiến sự ở giải Gaza có thể lan ra bao trùm Trung Đông. Nhà ngoại giao Mỹ có mặt tại Trung Đông trong chuyến công du khu vực thứ tư kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ. Theo lịch trình, ông Blinken có các cuộc gặp tại UAE và Ả Rập Xê Út trong ngày 8 tháng 1 trước khi đến Israel. Tại Israel, ông Blinken dự kiến hội đàm với các nhà lãnh đạo nước này vào ngày 9 tháng 1. Ông cũng sẽ đến bờ Tây và Ai Cập trong tuần này. Ngoại trưởng Blinken đã dừng chân ở Jordan và Qatar ngày 7 tháng 1 sau khi thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Tại Doha, Qatar, ông nói dân thường Palestine chạy loạn do cuộc chiến kéo dài 3 tháng nay tại Gaza phải được trở về nhà, đồng thời cảnh báo bạo lực có thể lan rộng và biến thành chiến tranh khu vực. Đây là thời điểm vô cùng căng thẳng tại khu vực. Đây là một cuộc xung đột có thể dễ dàng di căn, gây ra nhiều bất an và đau khổ hơn nữa, Reuters dẫn lời ông Blinken. Ngoại trưởng Mỹ phản đối cưỡng ép người Palestine rời Gaza, cảnh báo xung đột lan rộng. Mỹ là đồng minh chính của Israel, cung cấp viện trợ quân sự cho nước này, nhưng Washington ngày càng lo ngại về mức độ thương vong của dân thường trong xung đột. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Blinken sẽ thúc ép Israel tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và yêu cầu các biện pháp ngay lập tức để tăng cường lượng hàng cứu trợ đi vào Gaza, theo AFP. Theo Reuters, quốc vương Abdullah của Jordan đã kêu gọi ông Blinken sử dụng ảnh hưởng của Mỹ để thúc ép Israel ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời cảnh báo về những hậu quả thảm khốc nếu xung đột tiếp diễn. Cơ quan y tế Gaza ngày 7 tháng 1 thông báo, ít nhất 22.835 dân thường Palestine đã thiệt mạng từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong khi đó, khoảng 85% trong số 2.4 triệu cư dân Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự, theo số liệu của Liên Hợp Quốc. Một quan chức ngoại giao Mỹ tiết lộ, trong nỗ lực ngoại giao con thoi, lần này, ông Blinken cũng sẽ thúc đẩy các quốc gia Hồi giáo còn do dự ở Trung Đông chuẩn bị đóng vai trò trong việc tái thiết, quản lý và đảm bảo an ninh ở Gaza một khi Israel loại bỏ được Hamas tổ chức. Chính trị quân sự Palestine đã kiểm soát lãnh thổ này từ năm 2007. Song nhiệm vụ của ông Blinken sẽ không dễ hoàn thành khi giới lãnh đạo Israel vẫn kiên định chống lại sức ép từ cộng đồng quốc tế. Trong cuộc họp nội các hàng tuần hôm 7 tháng 1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục thể hiện quyết tâm chiến đấu. Chiến tranh không được phép dừng lại, cho đến khi chúng ta đạt được tất cả các mục tiêu, loại bỏ Hamas, đưa toàn bộ con tin trở về, và đảm bảo rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel. Tôi nói điều này với cả kẻ thù và bạn bè của chúng ta, Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo. Giải Gaza đất giữ cho nhà báo. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho rằng, cường độ của chiến dịch tấn công ở Gaza phản ánh quyết tâm của nước này trong việc tiêu diệt Hamas và ngăn chặn các đối thủ tiềm năng khác được Iran hậu thuẫn, bao gồm lực lượng Hezbollah ở Liban. Quan điểm cơ bản của tôi là chúng tôi đang chiến đấu với một trục chứ không phải một kẻ thù đơn lẻ. Iran đang xây dựng sức mạnh quân sự xung quanh Israel để sử dụng nó, ông Yoav Gallant nói trong cuộc phỏng vấn với báo The Wall Street Journal. Ông cũng cho biết Israel sẽ chuyển từ giai đoạn hành quân rầm rộ sang các hoạt động đặc biệt khác nhau tại Gaza, nhưng sẽ không từ bỏ mục tiêu xóa sổ Hamas. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 7 tháng 1 kêu gọi Israel giảm cường độ chiến dịch quân sự ở Gaza và làm nhiều hơn để bảo vệ dân thường. Nỗi thống khổ của nhiều người dân vô tội không thể tiếp diễn theo cách này. Chúng ta cần một chiến dịch ít căng thẳng hơn, DW dẫn lời bà Baerbock nói trong chuyến thăm Israel. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.